Em biết điều sợ nhất của người học tiếng Anh là gì không? Thử nhá. Si Si 60 mấy tuổi? Si tỷ là bao nhiêu? Đúng không? À, tức là 5 years together and finally my wife had said something that I am so happy to hear. Lúc nãy em nói cái gì nhỉ? Nãy em nói gì mà em thắc mắc với anh về việc là anh không dạy em sai? Đây, anh cứ dạy không dạy liên tục. Anh cứ dạy bỏ bõm. Thỉnh thoảng mới dạy đúng không? Đúng rồi. Có 3 yếu tố dẫn đến sự thành công của một người khi học ngôn ngữ mới: intelligence, motivation hay là age, trí thông minh hay là động lực hay là tuổi tác. Có những học viên của mình, có những bác 60 tuổi thi từ tiến sĩ lên phó giáo sư, bác ấy cố học bằng B2 mà vẫn còn học được, thì age chắc chắn không phải là vấn đề rồi. Có những người học trước quên sau, thế nhưng mà họ lại ôn tập lại và họ vẫn nhớ và họ sử dụng nhiều trong giao tiếp. It's okay with that. Thế nên khoa học nghiên cứu là gì? Motivation là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc học ngôn ngữ mới. Nhưng mà nhiều người hay hiểu sai về motivation, động lực của việc học. Đôi khi người ta nghĩ là nó phải cái gì cực kỳ to lớn. Nhưng mà nếu mà động lực đấy không thực tế và không gắn với những gì mà chúng ta đang có và chúng ta hướng tới thì nó sẽ làm chúng ta nản lòng và đôi khi người ta từ bỏ. Thế nên trước khi có motivation thì một điều cực kỳ quan trọng đó là set goals. Hãy đặt mục tiêu. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về việc đặt mục tiêu cho học tiếng Anh. Làm sao trong năm mới mình đạt được tất cả những gì mình mong đợi. Happy New Year, Brian. You got me some candy. So much. I love you. Happy New Year, boy. Anh chị và các bạn đang xem video này đã từng xem rất nhiều tài liệu hay là những bài post hay là những video khác mà vẫn chưa tìm được cách để có thể đạt được cái trình độ tiếng Anh mà mình mong muốn. Đặc biệt là với những ai bắt đầu từ ban đầu, cảm thấy rất rối trí khi xem rất nhiều lời khuyên, nghe rất nhiều lời khuyên từ những người khác nhau. Thì mình sẽ đi từ bước căn bản nhất trong ngày video hôm nay bằng cách là chúng ta hãy thử kiểm tra trình độ của mình xem là mình có giống với mẹ em đi không. Là bạn ấy ở cùng mình 5 năm rồi và cuối cùng thì đến hôm nay thì bạn ấy nói một câu là gì? Bạn ấy muốn học và muốn có một lộ trình cụ thể. Và thế là bắt đầu kiểm tra lại trình độ, xác định lại mục tiêu. Chúng ta cùng theo cái lộ trình đó nhé. Và hy vọng là video ngày hôm nay sẽ mang lại cái giá trị gì đó cho anh chị và các bạn, có thể xác định lại mục tiêu và tạo động lực cho bản thân trong việc học trong năm mới. Em biết điều sợ nhất của người học tiếng Anh là gì? Những người như em không biết học gì nhỉ? Đúng. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ anh bật cho em một cái bài về người ta nói chuyện ấy, thì em có nghe hết không? Không. Đúng. Em nghe sẽ nghe là bị bập bõm, lõm bõm. Đúng. Thử nhá. Thế là mình bắt đầu buổi học hôm nay bằng một cách đó là kiểm tra xem là những đoạn nào mà kiến thức của bạn ấy biết rồi và những đoạn nào kiến thức còn học. Cái này cực kỳ quan trọng nhá. Bởi vì khi học thì sợ nhất đó là mỗi cái biết một tí, nghe đâu cũng mang máng nhưng mà không hiểu. Từ cái việc không hiểu thì sẽ dẫn tới việc là chúng ta sẽ không tự tin và sẽ không dám giao tiếp. Nghe còn không hiểu thì làm sao mà dám nói ra được. Thì đây mình thử cho bạn ấy nghe một cái đoạn audio rất là ngắn, chủ đề dễ nhất trong tiếng Anh luôn, cực kỳ căn bản luôn. Thế đây là bạn đoạn audio đó. Thì anh chị và các bạn nghe thử nhá. Nghe thử cái đoạn này. Nếu mà không nghe được hay là nghe được một số thông tin gì đó thì có thể bình luận xuống dưới phần video này. Mà không nghe được thì cũng không sao, mình sẽ giải thích ngay phía sau. Ok. Đây sẽ là đoạn audio đó. Beatrice Santini is from France. She's 28 years old and she's an actress. She's married. Her husband is film director Carol Bolevsky. Carol is 56 years old. Their home is in Paris. Nếu mà ai đã từng nghe tiếng Anh rồi hay là tiếp xúc với người nước ngoài hay là xem phim tiếng Anh rồi thì có lẽ chúng ta sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn một chút khi mà nghe cái đoạn vừa rồi. Thì đoạn vừa rồi đó là một cái đoạn giới thiệu, nói chung là thông tin căn bản về cô ấy và chồng của cô ấy. Thì trên màn hình này sẽ là những cái đoạn thông tin mà có thể là thông tin của cô ấy. Thì anh chị và các bạn hãy nghe thử và tích và xem những thông tin nào là đúng với cô ấy. Đây sẽ là những thông tin mình bán trên màn hình. Chúng ta có thời gian là khoảng 5 giây nhìn, có thể dừng lại video này. Sau đó mình sẽ bật audio cho chúng ta nghe lại một lần thứ hai, được không ạ? Ok. Audio sẽ chạy trong 3, 2, 1. Beatrice Santini is from France. She's 28 years old and she's an actress. She's married. Her husband is film director Carol Bolevsky. Carol is 56 years old.
Their home is in Paris. Đọc hết thông tin đây chắc chắn nhỉ? Rồi, đọc hết. Beatrice Santini. Beatrice Santini is from France. She's 28 years old and she's an actress. She's married. Her husband is film director Karol Bolevsky. Karol is 56 years old. Their home is in Paris. 60. 60 mấy tuổi? 60 là bao nhiêu? Wow. Karol is 56 years old. 56 là... Đấy này là đi ra mà. 36 rồi à? Mua bán hàng bên nước ngoài là chết rồi. Ừ. Nói với một cô gái này. Em thì thật nói thật là không nhớ tên đâu. Không nói với cô gái này nó là artist, họa sĩ hay là diễn viên gì đấy. Không nhớ nó không. Em nghĩ là cái gì artist đấy có thì nghe như thế. Cô ấy sinh năm bao nhiêu đấy? Có, nhưng là có năm nghe được. Nhưng mà không nhớ, tóm lại là đang nhớ nội dung. Đang bắt nội dung nói về chồng của cô ấy. À giỏi. Nói với chồng của cô ấy, xong rồi chồng cô ấy tên là cái gì? Chồng cô ấy đến, cô gái này đến từ Pháp. Còn chồng của cô gái này đến từ cái gì nhỉ? Vừa nghe rồi nhưng quên, lại quên à? Có nghe được hết, tóm lại là nghe được. Giỏi. Và đáp án của chúng ta không gì khác, đó chính là câu này. Beatrice Santini is from France. Và câu này. She's 28 years old and she's an actress. Nước Pháp thì France thì có thể là bình thường. Nhưng mà ví dụ như nghe cái tên của người Pháp, ví dụ như là Beatrice Santini, nghe nó phát âm hơi lạ một tí, mà nghe ở trong đầu câu người ta nói như vậy rồi, thì đôi khi chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ sốc và sẽ bị mắc ở đoạn đó và mình không nghe được những thông tin tiếp theo. Mặc dù là cái đoạn vừa rồi hầu như là không có từ nào mới. Ví dụ như từ actress là diễn viên này, hay là France người Pháp này, hay là film director, đạo diễn của một bộ phim này, hay là có cái đoạn mà mẹ bạn Annie bạn ấy thắc mắc mãi và không trả lời được và không nghe được, đó là đoạn 56 years old, nghĩa là chồng cô này là 56 tuổi đó, thì mình mới phân tích là thì bây giờ mới biết là hỏng ở chỗ nào rồi. Có một số từ vựng nhất định rồi, thế nhưng mà khi nghe thì hầu như là không để ý những cái âm cuối, đếm số thứ tự các thứ ấy, ngày tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100 ấy thì chưa chuẩn lắm. Ví dụ từ 56 là 56 years old thì nó sẽ có hai âm F 50 đó, phờ ấy. Sau đó là những âm cuối như là 6 này hay là years này thì mình mới chịu đấy, là nếu mà bây giờ mà phải sang nước ngoài mà học tiếng Anh mà nói chuyện với người ta để đi mua bán thì chắc là nghe về số tiền hay là phải trả cho khi mà mua đồ ấy, thì chắc là nghe nhầm mất rồi. Hóa ra là mình cần một cái gì đó, nó lộ trình gì đó nó chuẩn chỉ hơn một chút, thay vì việc là cứ học chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Thế sau cái phần mà xác định lại rõ trình độ thì mình bắt đầu mới đến cái bước thứ hai, cũng là bước chính của chủ đề video ngày hôm nay, đó chính là đặt mục tiêu lại cho việc học như thế nào. Thì rất may là ngày hôm nay mình tìm được một cái cô người nước ngoài và cô ấy nói về việc đặt mục tiêu trong học ngôn ngữ mới, thì mình thấy khá là thú vị. Và cuộc hội thoại xảy ra giữa cô ấy và một người học viên. Cô ấy hỏi rõ ràng là bây giờ nói chuyện với ai ở đâu, về những chủ đề gì, hay là muốn đi đâu làm gì. Thì bác ấy chia sẻ cụ thể về những cái việc mà bác ấy sẽ làm mà phải sử dụng đến tiếng Anh, cũng như là những chủ đề mà bác ấy muốn nói chuyện. Có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là What does you want to talk about? And what does you want to do? Nói về những chủ đề gì? Đó, và cái thứ hai là muốn sử dụng trong tiếng Anh để làm những cái việc gì. Trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây sẽ là một số những cái hoạt động và những cái chủ đề mà bác ấy muốn nói chuyện. Thì chúng ta sẽ nhặt những cái chủ đề hay là những cái hoạt động này vào hai cột bên trái này của chúng ta, đó là do và talk about. Xem là bác này muốn làm những việc gì mà sử dụng tiếng Anh và nói về những chủ đề gì mà phải dùng tiếng Anh. Ngay sau khi mà chúng ta đọc kỹ những câu này, đặt xếp vào hai mục này, thì chúng ta sẽ được nghe và kiểm tra lại. Và mình cho thấy anh chị và các bạn thời gian khoảng 5 đến 10 giây có thể dừng video này lại để sắp xếp những cái cột bên trái sang hai cột bên phải này. 3, 2, 1. Và đây sẽ là đoạn hội thoại mà một cái bác giáo viên bác ấy hỏi một bác học viên xem là bác ấy, mục tiêu của bác ấy học tiếng Anh như thế nào. Ok, audio sẽ chạy trong 3, 2, 1. So what's your goal? I want to learn English so I can feel confident when I travel. And what are you going to do when you travel? I'll be getting on a plane
staying in a hotel, ordering food in restaurants, buying things in shops. I want to be able to have friendly conversations with my colleagues at work. Great. What do you want to talk about? I want to tell them about my weekend, ask about their weekend, talk about last night's game. Và đây sẽ là đáp án. So what's your goal? I want to learn English so I can feel confident when I travel. And what are you going to do when you travel? I'll be getting on a plane, staying in a hotel, ordering food in restaurants, buying things in shops. I want to be able to have friendly conversations with my colleagues at work. Great. What do you want to talk about? I want to tell them about my weekend, ask about their weekend, talk about last night's game. Nếu như chúng ta gần giống như vợ mình ấy, thì ngày xưa bạn ấy thường thường là học tiếng Anh thì để đi xin việc này, hay là cố để thi một kỳ thi TOEIC, thì thông thường chúng ta sẽ gặp một cái trở ngại rất lớn, đó là học để thi, cố học xong xong quên luôn, học một số cái mẹo mà đôi khi chúng ta gặp may mắn chúng ta vượt qua, nhưng mà để thực tế dùng được thì không dùng. Chúng ta mất cái đoạn đầu tiên quan trọng nhất của việc học ngôn ngữ rồi, đó là đặt mục tiêu. Bởi vì chúng ta không biết rõ ràng là mình học ngôn ngữ này để làm cái gì, sử dụng ở trong công việc này, hay là để đi sang nước ngoài nói về những chủ đề này gì đấy kia, thì chúng ta lại phải học từ căn bản. Hay muốn đi du lịch nước ngoài, muốn ra sân bay, muốn nói chuyện mua đồ ăn ở nước ngoài, hay là đặt hàng trong nhà hàng, mua quần áo vân vân, muốn nói chuyện với bạn bè về chủ đề là cuối tuần vừa rồi làm cái gì, hay là nói về các trò chơi, ví dụ như là xem đá bóng, bóng rổ, bóng chày vân vân. Càng cụ thể thì chúng ta càng có động lực để thực hiện cái mục tiêu đó. Đó là một trong những cái mà mình sau khi cho bạn vợ bạn ấy nghe và bạn ấy ngộ ra. Tức là mục tiêu rõ ràng đây là mục tiêu. Tức cơ bản là xung quanh em cái này tiếng Anh nên chẳng có mục tiêu gì. Nằm ở vị trí đấy. Cụ thể là mục tiêu của em là cũng nói tiếng Anh được đó con. Đã theo trong tình huống nào đây này? Làm cái gì này? Nói chuyện về chủ đề gì? Em nói chuyện về đồ ăn. Em đi du lịch. Đó. Mục tiêu của bạn ấy là gì? Muốn được giao tiếp với gia đình, với con cái, với chồng, có cơ hội được sang nước ngoài thì muốn nói chuyện giao tiếp mọi người một cách bình thường. Thì mình bắt đầu mình hỏi cụ thể hơn là họ nói chuyện với mọi người về chủ đề gì. Chúng ta không thể nào mà nói chuyện về chủ đề thiên văn học hay là khảo cổ học hay là về y khoa, không thể nào nói về những cái tất cả mọi thứ về chuyên môn như thế được. Và cuối cùng thì cũng đi đến một kết luận, đó là nói về những chủ đề hàng ngày, ví dụ như là nấu nướng, cái đam mê của bạn ấy này, nói chuyện về việc là tên tuổi tác vân vân, mua bán vân vân, thời tiết, mọi thứ xung quanh. Thì khoa học nghiên cứu là trong giao tiếp có khoảng 80% những gì chúng ta nói chuyện hàng ngày ấy, nó là daily conversation, có nghĩa là những cái cấu trúc câu, những cái từ vựng, những cái cách nói văn phong thì nó là cách nói xuồng xã trong giao tiếp hàng ngày. 20% trong đó thì nó mới là tính chuyên môn. Ví dụ chúng ta giao tiếp với đồng nghiệp thì không phải 100% như chúng ta nói là chuyên môn, mà nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. 80% kia nó là cái core, nghĩa là cái nền tảng, cái quan trọng nhất của việc giao tiếp. Mà nếu mà chúng ta chưa có thì thực sự nó sẽ là một cái rào cản khá lớn cho mình khi muốn học một ngôn ngữ để sử dụng trong giao tiếp hàng ngày. Mình có dành khoảng 1 năm trước để soạn cái bộ tài liệu trong có 24 ngày. Soạn 24 thử thách để cho mọi người có thể học từ căn bản đến trình độ giao tiếp, để học được 80% trong giao tiếp đó, trong cái phần 80% quan trọng nhất đó. Và mình có nói chuyện với vợ mình là học đi, cái này hay lắm, anh làm rất chi tiết trong này rồi, từng bước một rồi. Thế nhưng mà chưa bao giờ bạn ấy set up được thời gian cụ thể và thật sự ngồi vào để làm cái này. Và mình cũng không hiểu vì sao. Em đã mua ngay từ đầu mà không sợ đến đúng không? Với lãng phí, bởi vì lần đấy nó đi làm rất bận. Chia thời gian thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn từng bài một cho em. Nó còn hầu hết những chủ đề này có luôn, đồ ăn có luôn. Tóm lại là em, cái quan trọng là em muốn giao tiếp căn bản nhất. Siêu thông dụng luôn. Sau khi đặt mục tiêu lại thì bạn ấy bắt đầu là mới ngộ ra là hóa ra là mình cần cái là học chi tiết, học nghe cụ thể từng bước, học từng câu một, học từng cách nối âm, từng phát âm của từng câu. Khi mà mình nghe master thẩm thấu từng câu từng chữ một như thế thì mình mới tự tin, và khi tự tin thì mình mới có mong muốn nói ra. Đó là một cái lộ trình cực kỳ tự nhiên, và cái lộ trình nó đi xuôi chiều, nó không phải là ngược chiều như cách mà chúng ta đã học từ trước đến nay, đó là học ngữ pháp. Chẳng lẽ là mình phải học luôn trong 24 ngày là phải xong à? Không,
Cái này tùy thuộc vào mỗi người. Học bao giờ mình kỹ, mình hiểu, mình nghe tự tin hết 100% bài đó, không cần phải xem cái phần sách dịch, phần lời dịch của bài đó, không cần phải nhìn vào mặt chữ tiếng Anh nữa, mà mình nghe không thôi mình đã hiểu 100% nội dung bài đó rồi. Thì cũng rất nhiều anh chị các bạn đã từng hỏi mình và rất nhiều người đã hoàn thành cái thử thách này và đạt được những cái mong muốn. Đây là một số người đã đạt được những cái thành tựu đó. Và cái việc quan trọng hơn rất nhiều so với việc học một bài đó chính là việc review. Ở trên đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái biểu đồ. Cái đường đầu tiên đó là đường màu đỏ, đó chính là biểu đồ của việc learning. Và cái phần dọc này nó chính là memory, có nghĩa là trí nhớ của chúng ta. Ban đầu chúng ta học và chúng ta nhớ rất nhiều thông tin, nhưng theo thời gian, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, chúng ta sẽ quên dần nội dung đó. Thế nhưng nếu ngày thứ hai chúng ta xem lại một ít, ngày thứ ba xem lại một ít, thì cái nội dung chúng ta nhớ được nó sẽ nhiều dần lên. Giả sử chúng ta học mất khoảng 1 đến 2 tiếng cho bài này đi, thì review lại chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút thôi. Việc review cũng giống như việc tập thể dục, ít mà nhiều. Ít mà nhiều có nghĩa là mỗi ngày xem một ít, xem lại một ít, nhưng ngày nào cũng xem. Happy New Year everybody. A good run might be a really good start. I hate running, but after running, it might be a good idea to start the day because you're so energetic and you're full of inspiration to start anything. Just like learning something new. Mình có hai thông tin trên màn hình như thế này. Thông tin thứ nhất đó là 15 minutes a day. Thông tin thứ hai đó là 2.5 hours on Sunday. Thì theo chúng ta thì cái nào sẽ hiệu quả hơn cho việc học? Có nghĩa là mỗi ngày học 15 phút hay là 2 tiếng rưỡi vào ngày chủ nhật thì sẽ tốt hơn? Bây giờ thử nghe cô giáo lúc nãy, cô giáo nước ngoài lúc nãy cô ấy nói xem là cái nào tốt hơn. Ok, bắn thử audio chạy. So 15 minutes a day is probably better than 2.5 hours on a Sunday afternoon. It's less time, but it can be more effective. Rõ ràng là 15 minutes a day is way much better than 2.5 hours on Sunday. 15 minutes a day is probably better than 2.5 hours on a Sunday afternoon. Bởi vì chúng ta có học và có review, học và review, chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ hơn với việc học, ngấm sâu hơn những gì chúng ta học mà không cảm thấy bị rush. Rush có nghĩa là bị hối thúc, mệt mỏi, chán nản. Học và review lại, và review lại quan trọng rất nhiều. Bởi vì nó giúp em nhớ rất nhiều nội dung cũ, không cần học nhiều bài. Chỉ cần học một bài là khi nào thấy là ok hết nội dung, tắt hết, tắt hết phụ đề các thứ, không nhìn chữ, không nhìn sách các thứ nữa, bật lên và nghe và mình có thể tập dừa theo lúc đấy là tập dừa ra các bạn, và mình sẽ tự tin nó. Tổng kết lại những gì chúng ta nghe từ đầu đến bây giờ nha. Thứ nhất đó là motivation, muốn học thì phải có động lực. Cái thứ hai đó là set goals, muốn có động lực thì phải đặt mục tiêu. Mục tiêu càng cụ thể càng tốt, không cụ thể là cụ không thể. 80% những gì chúng ta giao tiếp hàng ngày đó là những thứ căn bản, còn 20% trong đó là tính chuyên môn. Thế nên chúng ta càng xây cái nền tảng càng chắc thì chúng ta càng tự tin sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp. Học đi đôi với review. Học có thể mất khoảng 1 đến 2 tiếng nhưng review chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút. Hãy dành thời gian review lại bài cũ cho tới khi nào bạn master hoàn toàn. Chỉ cần review lại 5 đến 10 phút nhưng ngày nào cũng xem lại. Sau khoảng 1 đến 2 tháng trình độ của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn. Nếu mà chúng ta đã xem đến đây rồi thì có một đoạn cuối mình muốn chia sẻ với chúng ta trước khi kết thúc video ngày hôm nay. Ngoài việc là có một lộ trình cụ thể như mình đã nói lúc nãy thì chúng ta nên thêm vào trong cuộc sống của chúng ta những cái phần mà chúng ta có thể biến tiếng Anh thành một cái gì đó chiều thức hàng ngày. Ngay bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình có hai phần, đó là when, bạn học khi nào, và cái thứ hai là học cái gì.
what. Ngay sau đây chúng ta sẽ được cái cô giáo lúc nãy, cô ấy sẽ chia sẻ về cái việc là gì, à, học cái gì, khi nào. Và nhiệm vụ chúng ta sẽ là nối thông tin bên trái sang bên phải. Cho anh chị và bạn khoảng 5-10 giây để có thể dừng video này lại, đọc thông tin, đoán trước xem là mình học cái gì khi nào. Ok, 5-10 giây bắt đầu. Và ngay sau đây sẽ là bài nói của bác ấy về việc biến tiếng Anh thành một cái gì đó trực tức hàng ngày trong cuộc sống. You have a busy life. Making time for English isn't always easy. Can you identify times in your days when you can fit in English? Perhaps you can sit down for 10 minutes after dinner and study. Or maybe listen to an English podcast when you're driving. Perhaps you can look through some vocabulary when you're having a coffee. Or listen to English songs in the shower. Có đây sẽ là đáp án. Perhaps you can sit down for 10 minutes after dinner and study. Or maybe listen to an English podcast when you're driving. Perhaps you can look through some vocabulary when you're having a coffee. Or listen to English songs in the shower. Sit down at the table after dinner to study. Nghĩa là ngồi vào bàn sau bữa tối và bắt đầu học. 10 minutes, chỉ có 10 phút thôi. Đâu gì khó đâu đúng không? Câu này chắc là dễ với anh chị các bạn. Câu số 2 là listen to a podcast when you're driving. Thì có thể có từ mới nếu anh chị các bạn lần đầu tiên xem kênh này, đó là từ podcast. Podcast đó là những cái đoạn khó. Radio ngắn mà người nước ngoài họ trao đổi với nhau, nói chuyện về bất kỳ chủ đề nào trong cuộc sống. Giống như chúng ta sẽ nghe đài Việt Nam vậy, thì nước ngoài cũng có những cái chương trình podcast như vậy. Thì mình đã chia sẻ một số cái link của British Council. Anh chị cứ lên trên mạng search English podcast là nghe ra rất nhiều nội dung luôn. Nhưng mà thông thường nội dung này thì khoảng trình độ khoảng A2 trở đi, bởi vì họ nói liên tục trong khoảng 10-20 phút gì đó. Nên là chúng ta nên có một căn bản một chút thì nghe những cái này sẽ tự tin hơn. Hay là look through some vocabulary when you drink a coffee. Lướt qua một số cái từ vựng mà mình đã học được ngày hôm qua trong khi mà mình ngồi uống cà phê. Đâu có gì khó đâu đúng không? Or listen to English songs when you're taking a shower. Nghe nhạc trong khi tắm cũng là một cách để có thể biến chuyện tiếng Anh thành một cái gì đó trường thức hàng ngày. Và hy vọng video ngày hôm nay đã mang lại cho anh chị các bạn một số lợi ích nhất định nào đó trong việc học, và đặc biệt là cái việc xác định rõ lại mục tiêu và đạt được những gì mà chúng ta mong muốn. Ok, that's all I wanna talk about this video. Thanks for watching and bye. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year, Brian. Oh, you got me some candy. Yeah, I wanna eat it too. Thank you so much. I love you. Happy New Year, boy. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. What are you? Daddy, I work. Oh, wow. Yeah. I work in here. Yeah, what?